Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net. Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 28 tháng 3 dương lịch 2014, tức 28 tháng 2 Giáp Ngọ. Trước hết, xin mời quý thính giả nghe câu chuyện cuối tuần của Triều Thanh với ông Võ Văn Ái. Tiếp theo là mục Thế giới ủng hộ chúng ta. Xin mời quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần của Triều Thanh với ông Võ Văn Ái về hiện tượng liên minh với thế lực độc tài. Thưa ông Võ Văn Ái, chẳng hiểu vì sao thảm nạn độc tài hoành hành, 90 triệu dân khốn khổ, mất tự do, ngoại bang xâm lấn biển đảo, mà dư luận trong giới Phật giáo cứ loanh quanh, xào xáo vấn đề thuần túy hành chính nội bộ của giáo chỉ số 9, giáo chỉ số 10, đưa tới hậu quả gà một nhà bôi mặt đá nhau, tố cáo, xỉ vả, chụp mũ nhau cộng sản. Không riêng giới Phật tử mà cả giới tăng sĩ cũng lao vào phong trào tố khổ nhau như thế. Chẳng lẽ giáo lý cao siêu của Đạo Phật bị hạ tầng hoằng pháp xuống chuyện thất tình của đời thường như vậy? Ông nghĩ sao về hiện trạng này? Vấn đề là nhìn xem hiện trạng ấy đến từ đâu? Đến từ quảng đại quần chúng Phật tử thì đúng là một hiện trạng nguy kịch của sự sa đọa biến chất giáo pháp. Trái lại, đến từ ý kiến của một số người không có vài chục, lợi dụng diễn đàn mạng làm ung thối dư luận thì sự quan tâm của chúng ta phải khác đi. Lợi dụng diễn đàn mạng là cái hiện tượng văn hóa lễ nghĩa suy thoái. Ngày nay, chuyện giữa hai cá nhân mà là viết thư bôi nhỏ nhau, vu hãm nhau, đưa lên mạng cho mọi người cùng đọc, xung xoe đóng vai trò thường để phán xét, coi mình là kẻ nắm chân lý. Với hạng người này, quan tâm khác đi trong nghĩa nào, thưa ông? Dạ, trong cái nghĩa là giải quyết toàn cục, chứ không phải là giải quyết nội bộ niềm tin của người con Phật, là vấn đề gay cấn, trầm trọng hơn. Khi người con Phật mất niềm tin vào cái chánh pháp, thì đó mới là vấn đề. Nhưng hiện nay thì cái niềm tin vào chánh pháp của quảng đại quần chúng Phật tử trong và ngoài nước rất là trung kiên, thể hiện bằng cái sự hậu thuẫn đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đề Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ, nối tiếp chí nguyện của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Trước sức tấn công và đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản, hiện trạng này càng gây tin tưởng và tự hào cho chúng ta. Còn cái hiện trạng xỉ vả, đấu tố, chụp mũ bằng những bài viết hạ cấp và hạ bổ của 10 cây bút xuất hiện hàng ngày trên mạng chỉ là chỉ dấu của sự nóng mặt, hỗn loạn, mất hồn, hoảng hốt của những đối phương cảm thấy bất lực trong nỗ lực tiêu diệt nền Phật giáo dân tộc nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là đại biểu kế thừa. Vậy thì ông cho rằng tất cả những kẻ gây hoang mang cho tình trạng Phật giáo trên mạng là bọn agitprop nói theo thuật ngữ thời Stalin, hay bọn đặc tình cộng sản theo thuật ngữ ngày nay, phải không? Vấn đề không có đơn giản và không hẳn như vậy đâu. Tuy nhiên cái hậu quả cuối cùng vẫn là sự phục vụ cho người cộng sản. Nói tới cộng sản là nói tới những cái đảng viên có thể đảng, thi hành công tác cho đảng trên các lĩnh vực văn hóa,
xã hội, đảng phái, chính trị, tôn giáo trong cộng đồng hải ngoại. Nhưng có những kẻ không có thể đảng lại vẫn thi hành cái loại công tác nói trên vì những cái lý do cá nhân hay bè phái. Tôi gọi những cái kẻ này là những kẻ liên minh với chế độ độc tài, vì vô minh mà trở thành liên minh. Không là đảng viên Cộng sản mà lại liên minh với Cộng sản sao? Tôi chưa hiểu ý ông. Ông có thể giải thích rõ hơn không? Và như tôi đã nói, vì vô minh mà trở thành liên minh, tất cả đến từ vô minh. Vô minh giấy động thì thất tình hiện ra, hỷ, nộ, ái, ố, làm chủ con tâm sẽ biến thực tài chân như thành thực tài nhân sinh tranh chấp, khổ lụy. Tôi lấy một cái ví dụ, một vị tăng được Đức Tăng Thống ưu ái trao cho một số nhiệm vụ, chức tước. Vị tăng ấy hoan hỷ phụng hành vì khoái lạc cho cái hữu ngã chưa dứt của ông ta. Đến khi vì khả năng không ngang tầm với chức vụ, không có tài lãnh đạo hoặc phẩm hành thô thiển, Đức Tăng Thống phải chọn người khác thay. Thì đây là cái lúc mà trình độ tu hành của vị tăng này lộ ra. Nếu ông ta đã chứng đắc hoặc thâm hiểu giáo lý vô ngã, thì tâm tư của vị tăng ấy chẳng chấn động. Ông quán niệm chức tước cũng chỉ là giả danh, chỉ là một cái nhiệm vụ nhất thời. Mình không kham thì ắt có người khác thay thế. Ông bình thản như giọt sương rơi đầu cành. Trái lại, trình độ tu chứng chưa cao thì thất tình nổi dậy, từ ái hoành hành, nộ và ố xung thiên. Tất nhiên ông ta phản ứng, chống trả. Cùng một Đức Tăng Thống mà có thời ông ca ngợi, khâm tuân, phụng hành, thì nay ông chửi bới, phạm thượng. Thấy chưa đủ hận, ông lấy tiền phước sương, thuê bọn đệ tử viết thuê chửi mướn, ra rã suốt ngày cái câu chuyện sợi dây mà chúng hô hoáng thành con rắn. Ai không tin lời tôi phân tích thì cứ vào xem trong hai trang nhà tiếm danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Giải trừ pháp nạn của chùa Điều Ngự thì sẽ đọc được những cái bài vô luân, vô loại, biến tướng tinh thần cao cả của Đạo Phật xuống thành một cái thứ văn hóa đấu tố của Cộng sản. Từ bi chuyển qua thù hận, ái ngữ trở thành ác ngữ, tinh thần bất nhị hóa thành hí luận nhị nguyên. Cái cách phản ứng của hai trang nhà gọi một cách tiếm danh là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Giải trừ pháp nạn này làm lời cho ai? Không làm lời cho kẻ hiền lương, mà chỉ làm lời cho chế độ Cộng sản đang hãm hại Phật giáo suốt 39 năm qua. Với kẻ hiền lương mà anh đưa một đóa sen rồi bảo rằng đó là hoa thù địch thì chẳng ai tin, mà còn bị xem là thằng ba xạo. Nhưng với chế độ Cộng sản thì điều vu khoác đó trở thành món quà quý cho bộ máy tuyên truyền của chúng, có thêm dư luận đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong nước. Đây chỉ là sự dối gạt, đạo đức giả, vì thầy viện chủ chùa Điều Ngự không thể dương dương tự nhận mình là người của giáo hội mà lại đánh phá giáo hội và Đức Tăng Thống theo kiểu bọn công an cảnh sát hay bọn đứng bến. Hành xử như vậy thì dù ở một cái tư thế cư sĩ hay là tăng sĩ, kẻ đó liên minh với thế lực độc tài, kẻ đó phản đạo, bán Phật, mặc chiếc áo thầy tu không để tu thân và hành đạo mà để làm tiền như mọi ngành nghề trong xã hội để tâng bốc và trau chuốt cái đài ngã của cá nhân mình. Có vấn đề hòa thượng Chánh Lạc liên quan mật thiết với các hòa thượng Thiện Hạnh, Viên Định, Viên Lý, nay đi đến đâu rồi thưa ông? Tôi vừa đọc bức thư đưa lên mạng của thầy cựu viện trưởng Viện Hóa Đạo, nói năng những điều không thật, những điều ngoài khả năng hiểu biết của thầy ấy, đi sâu vào những cái điều dối láo dẫn tới sự vô đạo. Ở đây không cần thiết đôi co những điều sai sự thật mà thầy cựu viện trưởng viết. Chỉ nói riêng cái việc tới giờ phút này mà thầy cựu viện trưởng vẫn còn binh vực cho vị tăng sĩ Chánh Lạc phạm hai trọng giới dâm và vọng. Thế mới biết tiền tài phá nhân nghĩa. Sự mua chuộc của vị tăng phạm giới này đã làm mờ mắt và lôi vào đường ma những vị có quá khứ tu học. Thầy cựu viện trưởng nói rằng chuyện ấu dâm của sư Chánh Lạc xảy ra đã lâu, và từ thời đã lâu ấy thì Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã trao chức vụ cao cấp cho sư Chánh Lạc. Đến năm 2011, Đức Đương Kim Tăng Thống cũng tiếp tục trao chức vụ lớn ở hải ngoại cho sư Chánh Lạc. Đây là cái thứ lý luận đuổi gà của thầy cựu viện trưởng để bao che sự giả dối. Tôi biết rõ là Ngài Huyền Quang không khứng
cho sư Chánh Lạc giữ chức phó viện trưởng, vì ngài biết rõ hành kiểm bê bối chuyện thê nhi của sư Chánh Lạc từ thập niên 60 ở Việt Nam. Khi sang du học Đài Loan, tiếng xấu về thê nhi của sư Chánh Lạc các ngài trong nước đều biết rõ. Nhưng một số thầy nhà hầu viên quyết chí lũng đoạn, bao che nên sư Chánh Lạc mới được tài chức. Cứ nhìn thầy Viên Lý đưa một ông cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Thời lên đài SBTN, cả lâm cả cặp bên vực cho sư Chánh Lạc như thằng mù sờ voi. Dám nói ngược lại án lệnh của tòa án Hoa Kỳ ở Denver về tội ấu dâm của Chánh Lạc, thì mới biết cái tinh thần bè phái về sự vô minh của những kẻ dốt hay khoe chữ. Các thầy Viên Định, Thiền Hạnh, Viên Lý đặt giáo hội lên đầu hay sư phạm giới Chánh Lạc lên đầu? Nào phải sư Chánh Lạc phạm giới mà thôi, sư còn âm mưu phá đạo, bỏ tiền thuê bọn đệ tử viết thuê chửi mướn, đánh phá giáo hội, hiến chương giáo hội, lập trường giải trừ pháp nàng và quốc nàng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất suốt mấy năm qua. Lấy tư cách gì mà một kẻ sống bằng nghề mổ bò, giết gà, phê phán hiến chương của giáo hội? Lấy quyền gì và ai bầu cho, bầu lên lúc nào mà những tên viết mướn của sư Chánh Lạc mở miệng là nhân danh đủ thứ, nhân danh dân Lạc Hồng, nhân danh dân tộc, nhân danh Phật giáo để chửi và phá Phật giáo? Trong lịch sử cận đại, tôi mới thấy Đảng Cộng sản nhân danh đủ thứ, nhân danh bừa bãi như thế mà thôi. Đúng là cái dịch truyền nhiễm. Nhưng sự kiện như vậy cho thấy một số vị tăng ngày nay xem thường và phản bội tứ chúng mà Đức Phật thiết lập và trân trọng lúc Ngài còn tại thế. Bằng cớ vào đâu ông nghĩ rằng một số vị tăng xem thường tứ chúng? Tôi bằng cớ vào cái lời tuyên bố của các vị tăng này, những lời tuyên bố đưa lên mạng gần đây của nhóm tăng đoàn do Hòa Thượng Thiền Hạnh, Viên Định, Viên Lý cầm đầu, cho thấy sự kỳ thị gay gắt với giới cư sĩ có chức vụ trong giáo hội. Hồi tháng 9 năm ngoái, trả lời phỏng vấn của ký giả Đoàn Trọng, sư Chánh Lạc nói: "Giáo hội là của quý thầy, cư sĩ chỉ phù thôi." Tuyên bố như vậy thì cái tinh thần đùm bọc tứ chúng để đâu? Lòng từ bi và trí tuệ của các ngài giấu đâu? Không lẽ chỉ từ bi trí tuệ trên đầu lưỡi khi đăng đàn thuyết pháp, nhưng trong đời sống thì ngược lại? Ngày xưa chư tăng đi khất thực thì ai cúng dường vật thực nếu không là nam nữ cư sĩ? Ngày nay xây chùa bạc triệu thì ai cúng dường nếu không là nam nữ cư sĩ? Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khi ra đời là một đoàn thể của tứ chúng, gồm có tăng, ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Vị phó viện trưởng Viện Hoa Đạo đầu tiên là một cư sĩ, đại cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Trường An Nam Phật học ở Huế, thập niên 30, người dạy giáo lý cho các tăng sinh thời ấy là một cư sĩ, đại cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Kể về kinh sách thì bộ kinh phá chấp nhất của Phật giáo là bộ kinh Duy Ma Cật, nói về vị cư sĩ kỳ vĩ có tên Duy Ma Cật đối thoại và khuất phục ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài Xá Lợi Phật, vân vân. Đánh đổ tứ chúng là chặt đứt hai trụ chống của ngôi nhà Phật giáo. Đánh đổ tứ chúng là liên minh với ngoại đạo, liên minh với thế lực độc tài đưa Phật giáo vào thời hoài pháp. Bởi vì mạt pháp là sự ảnh chiếu tinh thần sa đọa của giới tăng lữ vào thời đại. Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý thính giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này. Thế giới ủng hộ chúng ta. Chúng ta không còn đơn độc vì thế giới ủng hộ chúng ta. Ủng hộ những cá nhân, đoàn thể, tôn giáo nào đang cất tiếng nói thay ngưỡng vọng dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo cho 80 triệu nhân dân không có tiếng nói ở trong nước. Khi những tiếng nói này cất lên là công luận thế giới đáp ứng hỗ trợ. Qua mục này, chúng tôi xin phát lại sự lên tiếng của các nhân sĩ hoặc chính trị gia quốc tế mà chúng tôi có dịp phỏng vấn, để đồng bào trong nước càng thêm tin tưởng vào sự kiện tối hậu là thế giới đang ủng hộ chúng ta trong tiến trình đòi hỏi tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.
hôm nay là tiếng nói cất lên từ thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy, kỷ niệm 25 năm Giải Nhân quyền quốc tế RAFTO. Kính thưa quý thính giả, sáng hội RAFTO tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 25 năm Giải Nhân quyền quốc tế RAFTO tại thành phố Bergen từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 11. Thông tín viên Ỷ Lan ghi lại những diễn biến này. Mời quý vị cùng nghe. Kỷ niệm 25 năm Giải Nhân quyền quốc tế RAFTO. Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 11 này, sáng hội RAFTO tại Vương quốc Na Uy tổ chức kỷ niệm 25 năm Giải Nhân quyền quốc tế RAFTO tại thành phố Bergen. Khoảng 200 người và tổ chức trong thế giới đáp lời mời về tham dự cùng với 25 vị khôi nguyên giải RAFTO. Trong số này, thiếu 2 người vì hoàn cảnh chính trị tại Miến Điện và Việt Nam, bà Aung San Suu Kyi và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu. Tuy nhiên, ông Võ Văn Ái được Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Đầu nhờ thay mặt ngài đến Bergen phó hội, và thông điệp thu âm của hai vị đã được phát ra tại hội nghị. Kể từ năm nay, ngoài việc trao giải thường niên, sáng hội RAFTO có sáng kiến tổ chức 2 ngày hội nghị chuyên đề về những thách thức nhân quyền trong các thập niên tới trên 3 lĩnh vực kinh tế, nhân quyền trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông Võ Văn Ái được mời tham luận về những thách thức tương lai cho nhân quyền. Nhân dịp này, chúng tôi tìm phỏng vấn một số vị khôi nguyên giải RAFTO. Trước hết là bà Shirin Ebadi, khôi nguyên giải RAFTO và giải Nobel Hòa Bình. Hỏi về tình hình Iran, bà cho biết. Human rights situation in Iran become worse and worse every day. Tình hình nhân quyền ở Iran ngày một tệ và xấu hơn. Có rất nhiều tù nhân chính trị, nhiều nhà báo bị bắt giam, nạn nghèo đói gia tăng. Tháng 7 vừa qua thì Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công cử một báo cáo viên đặc nhiệm nhân quyền đến điều tra Iran. Ông đã có bản phúc trình về tình hình vi phạm nhân quyền khủng khiếp tại nước tôi ngày hôm nay. Bà có thông điệp gì gửi ra thế giới không thưa bà? Xin đừng ngửa tay nhận thứ tiền bạc dơ bẩn. Xin đừng để cho bọn độc tài ngự trị trong đất nước của bạn. Về các nhà kinh doanh, thì công ty của quý vị hãy xem xét cho thật kỹ rằng nơi xứ sở quý vị làm ăn có tôn trọng nhân quyền hay không, hay quý vị chỉ làm công cụ củng cố cho chính quyền độc tài. Bà có lời gì nhắn gửi đến các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam? At the end, always people will have victory. Please don't give up. Rồi sẽ tới lúc nhân dân đạt thắng lợi, chắc chắn phải như thế, xin chớ nản lòng thối chí. Bà Suha Dalassen, Chủ tịch Hội Nhân quyền Tunisia, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, cho biết về hiện tình ở Tunisia. Écoutez, ce qui se passe en Tunisie, c'est formidable. À la fois, c'est une promesse extraordinaire parce que la chute du dictateur a entraîné la chute d'autres dictateurs dans la région, comme vous le savez. Những gì đang xảy ra tại Tunisia thật là kỳ diệu, vừa là một hứa hẹn phi thường vì độc tài bị đánh đổ, kéo theo sự đánh đổ của những tên độc tài khác trong vùng, như chị biết đấy, trường hợp của Gaddafi, của Mubarak, và chúng tôi hy vọng sẽ tới phiên Bashar al-Assad. Nhưng còn một thành công thứ hai trên nền dân chủ, kết quả là cuộc bầu cử vào hôm 23 tháng 10 vừa qua tại Tunisia đã đưa đảng Hồi giáo vào chính quyền. Sự kiện này nói cho đúng không phải là mối đe dọa, nhưng bắt chúng tôi, những người tranh đấu bảo vệ nhân quyền hay tranh đấu cho nữ quyền như tôi, phải cảnh giác. Là Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, chúng tôi cùng với những bằng hữu và các tổ chức trong thế giới tiếp tục hậu thuẫn sự liên kết với các người đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại Tunisia để cho quyền tự do vừa đạt được, nhất là các quyền cho phụ nữ được phòng giữ. Có mặt tại hội nghị là bà Rabia Kadir, nhà lãnh đạo dân chủ Uyghur. Khi hỏi những gì bà muốn đào đạt tại hội nghị RAFTO, bà nói. Tôi yêu cầu cộng đồng thế giới áp lực Trung Quốc mạnh hơn nữa để Trung Quốc ngừng các cuộc đàn áp nhân quyền đối với nhân dân Uyghur. Tôi cũng yêu cầu cộng đồng thế giới áp lực Trung Quốc trả tự do cho hàng nghìn người Uyghur đang chết mòn trong tù ngục Trung Quốc. Tôi kêu gọi Trung Quốc giải thoát cho tất cả người Uyghur bị cưỡng bức di dân vào lục địa Trung Quốc như những lao công rẻ tiền.
tôi cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngừng ngay việc thực dân Trung Quốc tràn vào Đông Turkestan và bảo vệ sinh thái vùng này. Hãy để cho toàn thể nhân dân Đông Turkestan được chung sống hài hòa và thống nhất. Tôi cũng kêu gọi chính quyền Trung Quốc chịu ngồi xuống đối thoại ôn hòa để đem lại hòa bình và ổn định trong vùng. Tôi cũng kêu gọi thêm rằng Trung Quốc hãy ngừng xâm lấn vào lãnh thổ Việt Nam, ngừng vi phạm nhân quyền đối với nhân dân Việt, cũng như tôn trọng mọi quyền của người dân Việt. Nhân dịp hội nghị và phát giải RAFTO, bà Trude Devland, thị trưởng thành phố, tổ chức dạ yến tại điện Hakon Talen, nơi mà từ thế kỷ thứ 13, các vua dùng làm nơi tiếp tân. Bà đọc diễn văn khai hội, nhắc nhở tới lý tưởng nhân quyền và gọi tên từng người đoạt giải RAFTO 25 năm qua, đến tham dự hoặc người đại diện của các vị vắng mặt. Bà đã dành đôi lời riêng biệt, gửi tới thính giả Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam như sau. I want to say on behalf of the city of Bergen in Norway, in which the RAFTO Foundation is placed, that we will never forget you. We will never forget the rights you have as a human being in every way. And we will fight for you in our hearts, with our minds, and with all tools forever. Nhân danh thị xã Bergen và sáng hội RAFTO, tôi muốn nói rằng chúng tôi không bao giờ quên các bạn. Chúng tôi không bao giờ quên các quyền cơ bản mà nhân dân Việt Nam phải được hưởng trong tư thế con người ở bất cứ tình huống nào. Và chúng tôi quyết đấu tranh cho các bạn với tất cả trái tim chúng tôi, với tất cả mọi phương tiện không ngừng nghỉ. Bài tham luận của ông Võ Văn Ái trình bày hiện trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, thách thức mới của Trung Quốc trong cuộc xâm lăng trên lãnh thổ và biển đảo Việt Nam. Ông đề xuất một điều mới mà ông cho biết như sau. Tôi muốn nói rằng cái chỉ tiêu tổng sản lượng quốc gia, tức GNP, đã thất bại trong cái việc đo lường mức sống thực của người dân tại các nước độc tài như Việt Nam. Và vì vậy tôi kêu gọi sáng hội RAFTO cùng với nhân dân của các nước Bắc Âu trước kia đã từng đi đầu trong cái cuộc vận động cho hòa bình và hòa giải Việt Nam ở thời chiến, thì nay hãy là cái bề phóng cho quan niệm tổng giá trị hạnh phúc quốc dân, tức là GNH, Gross National Happiness, mà một quốc gia tại Á Châu là Bhutan đã thực hiện thành công và hồi tháng 7 vừa rồi được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua. Giải RAFTO năm nay được trao cho một người Phi Châu, ông Frank Mugisha, người Uganda, lãnh thủ phong trào bảo vệ những thiểu số người đòi hỏi quyền tự do luyến ái. Cuộc lễ trao giải được trang nghiêm tổ chức tại Hy Viện thành phố với những diễn văn ngắn gọn, xúc thích và thơ nhạc hòa quyện xúc động thấu tâm can. Cuộc lễ mở đầu với mấy lời thu âm trích từ thông điệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng nói: First of all, I send my warmest greetings to all RAFTO laureates at this 25th anniversary celebration in Bergen. We have never met, yet I feel as if we are part of a family, a very special family founded by a very special man, Professor Joel RAFTO, whose spirit has brought inspiration. Trước tiên, tôi gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả quý vị khôi nguyên giải nhân quyền quốc tế RAFTO nhân lễ kỷ niệm 25 năm tại thành phố Bergen. Chúng ta chưa hề gặp nhau, ấy thế mà chúng ta như cùng một nhà. Một gia đình đặc biệt do một con người đặc biệt lập nên, đó là giáo sư Thoreau RAFTO, mà thần trí ông thở phà vào một phong trào đem lại biết bao hứng cảm cho nhân dân trong thế giới. Dù chúng ta sống trong những thế giới cách biệt nhau, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu khác nhau, nhưng chúng ta đều gắn bó nhau trong cùng tiêu đích cho tự do, đấu tranh cho công lý và nhân quyền. I wish I was a bird, then I would fly to Norway to join the 25th ceremony of the RAFTO Foundation. That is my great hope. Ước gì tôi có thể hóa thành chim để bay tới Na Uy tham dự lễ kỷ niệm 25 năm giải nhân quyền quốc tế. Đây là niềm hy vọng lớn của tôi. Lễ phát giải kết thúc bằng cuộc đi bầu rước đuốc của các khách mời quốc tế, nhân sĩ thành phố, do các vị khôi nguyên giải RAFTO dẫn đầu.
như một dòng sông ánh sáng chạy dài cuồn cuộn trong đêm mờ mịt trên đường phố núi Bergen. Chị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Bergen, Na Uy. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chung.